Slide PowerPoint với giao diện thiết kế hình ảnh minh họa cùng animation chuẩn phong cách technology đầu tiên tại Việt Nam. Cách đây 4 năm về trước, vào cuối 2018, NiceSlide đã có cơ hội được hợp tác với Time Universal và Đại sứ quán Bỉ để thiết kế slide thuyết trình tổng kết các dự án khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ được ươm mầm phát triển nhờ vào sự hợp tác giữa hai quốc gia. Sau cuộc trao đổi với lãnh đạo từ Đại sứ quán, NiceSlide đã xác định giao diện công nghệ 4.0 sẽ là phong cách thiết kế chủ đạo của bài thuyết trình này. Và đây thực sự là bộ slide PowerPoint tâm đắc và tâm huyết nhất của NiceSlide từ trước đến nay. Điều này được thể hiện rõ trong sự đầu tư về animation, kể cả trong các chi tiết vi mạch rất nhỏ trên slide mà có thể mọi người gần như còn không để ý thấy. Mặc dù khoảng thời gian để thiết kế là vô cùng gấp gáp, nhưng với tinh thần cầu toàn cũng như thấu hiểu được sự kỳ vọng từ phía đối tác, đội ngũ của NiceSlide đã sẵn sàng thức trắng để đáp lại được niềm tin tưởng. Và khoảnh khắc được trực tiếp chiêm ngưỡng thành quả thiết kế của mình trình chiếu trên màn hình lớn trong phòng họp sang trọng của khách sạn JW Marriott đối với NiceSlide chắc chắn sẽ không có phần thưởng hay sự công nhận nào giá trị hơn so với khoảnh khắc đáng nhớ này. Chúng tôi hoàn toàn có thể tự tin để khẳng định rằng slide PowerPoint do mình thiết kế đã thực sự vươn tầm quốc tế. Với kinh nghiệm của hơn 8 năm tiên phong trong lĩnh vực PowerPoint, NiceSlide cam kết có thể giúp bạn xây dựng được tư duy thẩm mỹ hiện đại chuyên nghiệp, đồng thời làm chủ toàn bộ kỹ năng thiết kế PowerPoint từ cơ bản đến nâng cao thông qua 17 học phần cùng hàng trăm bài giảng trong khóa học thiết kế PowerPoint online tại niceslide.com. Ở thời đại công nghệ số hiện nay, bất kỳ tập đoàn, doanh nghiệp nào cũng đều đề cao slide PowerPoint đảm bảo tính thẩm mỹ, tính khoa học cùng sự đẳng cấp chuyên nghiệp, bởi đây chính là yếu tố khẳng định vị thế và tầm vóc thương hiệu trong tâm trí của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư. Hãy cùng ghé qua niceslide.com để trang bị cho bản thân nền tảng thiết kế vững chắc bài bản, từ đó tạo bệ phóng chinh phục các cột mốc thành công trong sự nghiệp.